Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp Quỷ Ngự Đình Làng của tác giả Lê Như Tiên, tập số 3. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Long vội vàng vơ lấy cái điện thoại rồi đi bộ ra khỏi nhà. Mẹ Long thấy vậy thì gọi giật quay lại. Long à, vừa ăn cơm xong đã vội đi đâu vậy con? Trong làng vừa có đám, buổi tối ít ra ngoài thôi, không có tốt đâu. Con trai của mẹ gần 30 tuổi rồi đó mẹ ơi, không còn là đứa trẻ nữa đâu. Con hẹn với hội thằng Hậu với mấy đứa ra ngoài một tí rồi con về. Chà bố anh, có bao nhiêu tuổi mà cũng không biết tự lo cho bản thân mình thì cũng chỉ là đứa trẻ không hơn không kém thôi. Mẹ là mẹ nói không có thừa đâu. Gần đây con không nghe trong làng người ta đồn những gì ha? Con nói vậy thôi, chứ mẹ lo cho con biết mà. Ban nãy mấy đứa nó nhắn tin bảo là cái duyên bạn gái của thằng Hào đó, từ sau hôm nó mất đến giờ bị ốm không có ra khỏi nhà. Bọn con mới rủ nhau qua thăm nó một tí, rồi con cũng về liền thôi. Mẹ yên tâm đi, con đi bộ, con cũng mang xe đi mà. Bà Hường nghe con nói vậy cũng thở phào yên tâm. Bà bảo Long đứng yên chờ bà một chút, rồi lật đật chạy vào trong bếp. Quay ra bà đưa cho Long một củ tỏi, rồi nói: "Đây nè, con cứ bỏ cái này vô túi cho an toàn. Người ta ra ngoài ban đêm vẫn làm như vậy hết. Thôi đi nhanh đi rồi về." Long nhìn mẹ dở khóc dở cười, nhưng rồi cũng cầm lấy củ tỏi nhét vào trong túi áo khoác, sau đó trảo bước đi nhanh ra ngoài cổng. Vừa ra tới ngoài đường, theo thói quen Long lại đánh mắt nhìn sang phía sân nhà Hào. Chỉ cách nhà Long một đoạn ngắn thôi, ngoài sân không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ phía bên trong nhà phát ra le lối. Lúc này mới tầm 7 giờ tối, từ bên trong nhà Hào đã phát ra tiếng khóc hờ của mẹ Hào. Đã gần một tuần trôi qua, gần như ngày nào bà Hòe cũng khóc cả đêm như thế. Long đứng lặng người mất mấy giây. Trước đây mỗi buổi tối đi chơi như thế này, Long cũng đứng ở vị trí đây, huýt sáo một cái là Hào đã bắt ngay được tín hiệu, rồi ù té chạy ra ngoài, mặc cho bà Hòe xa xả đứng chửi ở trong sân. Ấy vậy mà nay Hào đã không còn nữa. Nhóm bạn mất đi đứa vui vẻ nhất, Long cứ cảm thấy có cái gì đó tiếc nuối ở trong lòng. Kẻ lắc đầu để xua đi những kỷ niệm đang chạy trong tâm trí lúc này, Long quay bước rồi đi thẳng ra phía bờ hồ. Hồ sen này là của hợp tác xã, có diện tích rộng lắm. Chuyên phần giáp với mặt đường chính của làng đã dài phải hơn 500 mét. Trước đây lúc ông nội còn khỏe, gia đình Long đã thầu cả hồ này để trồng sen và nuôi cá. Nhưng rồi bố Long đột ngột qua đời, ông nội cũng ngày một già đi. Một mình mẹ Long không thể cán đáng nổi, nên hết hợp đồng, nhà Long không thầu nữa. Bây giờ khu này đã có người khác đứng thầu, họ đầu tư thành một khu chụp ảnh sen được rất nhiều người ưa chuộng. Long đi bộ hết bờ đầm sen thì cũng tới cổng làng. Đi qua cổng làng đã là địa phận của làng khác. Long và nhóm bạn mỗi lần đi đâu vẫn thường hay tụ tập ở đây để đợi nhau. Long tới thì cũng đã có Hậu và vài đứa nữa đang đứng đợi. Thêm tầm 5 phút nữa thì Soan cùng với mấy cô bạn gái cũng tới. Lúc này chỉ còn thiếu mỗi Nhân thôi. Hậu tặc lưỡi rồi bảo: "Cái thằng chú lầy mề luôn á, đã hẹn chính xác giờ như vậy rồi mà giờ này vẫn còn chưa thèm tới nữa. Đứa nào gọi điện thoại cho nó coi đang ở đâu, rồi có cần đi đón không?" Ấy vậy mà phải đợi đến hơn 20 phút sau mới thấy Nhân lộc cộc đi bộ từ trong ngõ ra. Thấy đám bạn hướng mắt nhìn mình bằng hình viên đạn, cậu ta vội gãi đầu gãi tay rồi giải thích: "Ừ, xin lỗi mọi người, nhà em bữa nay ăn cơm sớm, để em còn đi cho đúng giờ nữa chứ. Nhưng mà xui quá, chưa ra khỏi cổng đã gặp phải cô Dung Điên. Cô ấy cứ đứng trước cổng ngán đường rồi làm ầm ĩ cả lên nè. Em phải gọi cả bố mẹ ra giải quyết mới đi được đó. Mà em nhớ Tết năm ngoái em về, cô ấy vẫn còn bình thường mà. Chẳng hiểu sao nay cứ điên điên dại dại, nói chuyện như khùng vậy đó." Hậu nghe vậy thì vội nháy mắt về phía Soan, như thể muốn ám chỉ với Nhân một điều gì đó. Hiểu ý, Nhân vội đưa tay bịt miệng mình lại. Chỉ hối hận là không thể thu ngay những lời mình vừa nói ra.
Nhân quên mất là có mặt Xoan ở đây. Cô Dung điên mà Nhân đang nhắc tới chính là dì ruột của Xoan. Có vẻ như cũng đã quá quen với chuyện này, Xoan tỏ ra rất bình thản, không chấp nhận những lời mà Nhân vừa nói. Cô tiến lại gần Nhân rồi hỏi: "Em gặp dì Dung nhà chị sao? Mà dì đến trước cửa nhà em làm gì vậy?" "Dạ, em xin lỗi chị Xoan nha. Vừa nãy em bực quá nên có lỡ lời. Chẳng là em vừa mới bước ra cổng á, thì thấy dì ấy đứng chắn ở ngay cổng. Cô ấy cứ túm lấy em rồi bảo là: chạy ngay đi, cậu sắp chết rồi. Xong rồi cái cười lên khanh khách rồi. Em sợ quá mới cố đẩy ra, nhưng mà cô ấy cứ túm chặt lấy không thoát ra được. Mãi sau bố mẹ em với mấy nhà quanh đó nghe tiếng ồn ra ngoài xem thì mới thoát ra được. Mà mẹ em còn bảo là lúc sáng mẹ em gặp cô ấy ở chợ. Cô ấy cũng cười rồi chỉ thẳng vô mặt mẹ em, mà nói là nhà bà sắp có người chết. Xong còn bảo là với mấy người đi chợ là chết nhiều người lắm nữa. Thật em cũng biết nói làm sao luôn." Xoan đưa tay lên vò vò trắng rồi mới trả lời: "Nhà chị cũng hết cách với dễ rồi. Bác Thượng nhốt ở trong phòng thì tìm đủ mọi cách để trốn ra ngoài. Khóa cửa lại thì xé quần xé áo, không ăn cơm, rồi còn tự làm bị thương mình nữa. Sau cùng mọi người đành phải để dì ấy thích làm gì thì làm. Đi chán rồi lại dễ mà. Có gì mọi người thông cảm cho dễ nha. Cũng chẳng ai muốn mình bị như vậy đâu." "Nhưng mà em thấy cô ấy như vậy á, đa phần mọi người thấy tội hơn là trách. Em cũng có để ý gì đâu. Thôi chúng ta đi nhanh đi rồi gì." Mới mấy ngày không gặp nhưng duyên đã gầy sợp cả đi. Hai má gầy đét lại, bỗng mắt thâm quầng vì mất ngủ. Một phần đã đỏ hoe, có lẽ do khóc nhiều. Mấy đứa con gái thấy vậy thì xúm vào hỏi han an ủi. Long nói: "Dù gì Hào nó cũng đi rồi. Biết là khó có thể chấp nhận chuyện này ngay được. Nhưng mà em cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa Duyên à. Đừng để bố mẹ già phải lo lắng nhiều cho mình nghe." "Dạ. Mấy hôm nay cứ nghĩ đến anh ấy á, là em lại không cầm lòng mình được. Suốt từ hôm đưa tang anh ấy về, em nằm ở nhà không thể ngồi dậy mà đi ra ngoài luôn. Anh ở gần anh ấy, thấy hai bác có khỏe không?" "Suốt mấy ngày đêm nay, đêm nào cô Hòe cũng khóc cả đêm. Chắc đến sáng mệt quá mới thiếp đi được một chút. Tỉnh dậy thì lại nghe tiếng khóc. Thương quá mà chẳng biết làm gì mà." Duyên nghe vậy thì bật khóc lên. Cho cô bảo: "Hồi chiều em có nhắn tin với chị Hồng để hỏi thăm tình hình bên đó. Hôm đám tang thấy bác Hợp bảo xong việc sẽ thử đi gọi hồn anh Hào lên xem có muốn trăn trối cái gì hay không. Nhưng mà chị Hồng bảo là đi tận ba thầy mà không có thầy nào gọi được hồn anh ấy lên cả." Nói rồi Duyên quay qua túm lấy tay Long, lay lay rồi bảo: "Long à, hôm nay em nhờ chị Xoan hẹn mấy anh chị qua đây là vì em có chuyện muốn nói. Chuyện này liên quan tới cái chết của anh Hào á." Đối đến đây thì Duyên dừng lại, đưa mắt nhìn mấy người bạn trước mặt mà chờ đợi. Long kẻ nuốt nước bọt cho hỏi: "Được rồi, em biết chuyện gì hả?" "Dạ, anh Hào chết á, không phải chỉ đơn giản là bị tai nạn đâu nè." Hậu hỏi gấp: "Ý em là sao?" Duyên lững lờ đôi chút cho cũng từ từ vào câu chuyện. "Vào cái buổi sáng hội làng á, lúc mà làm lễ trước kiệu thành hoàng làng, anh Hào nấy có trong đội kiên kiệu. Lúc quay trở về phòng sinh hoạt chung, anh ấy kể với em là dọc đường bị ai đó dùng roi quất vào lưng hai cái. Nhưng mà rõ ràng lúc đó phía sau lưng anh ấy là cái kiệu mà, mà trên kiệu thì lại hoàn toàn không có ai. Đau quá anh ấy còn phải dừng kiệu lại. Lúc tắt đường chắc ai cũng biết mà, phải không?" Nhân gật đầu lia lịa: Phải, cái này thì anh biết rõ nhất nè. Vì anh là thằng khiên kiệu đi cùng hàng với nó đây. Đang đi nó á lên một cái rồi chửi ầm lên, bảo là có đứa nào vụt vô lưng nó. Sau đó thì bị thêm một lần nữa. Lần này nó dừng hẳn lại để xem. Nhưng mà kiệu đang đi theo hạng thì làm gì có ai cạnh mà đánh nó được.
Anh lúc đó chỉ nghĩ là nó giỡn chơi thôi, không thì bị chuột trút hay gì đó. Dạ, lúc đầu nghe kể á, em cũng nghĩ giống như anh vậy đó. Thấy em không tin, anh Hào còn vạch cả lưng ra cho em xem á. Phía sau lưng anh ấy nổi hẳn lên hai vết thâm tím, giống hệt như bị trôi mây quật vào á. Đến lúc này thì em mới thực sự tin. Long gặng hỏi, vậy theo em chuyện này là sao? Duyên trầm ngâm một chút rồi nói nhỏ chỉ đủ để cho những người trong phòng nghe thấy. Em nghĩ là anh Hào bị cái gì đó ám. Còn chuyện này nữa, lúc mà anh Hào ở trên cây đu, các anh chị có nghe thấy anh ấy hét lên câu gì hay không? À, mày làm gì vậy Hậu? Mau thả tao xuống. Soan cắt lời của Duyên, mấy đứa bạn đưa mắt nhìn nhau nuốt nước bọt. Duyên gật đầu lia lịa. Đúng rồi, chính là câu nói này. Chị Soan cũng nghe thấy thì đúng rồi đó. Em cứ tưởng là một mình em thôi, em sợ nghe nhầm. Vì lúc đó anh Hậu đâu có mặt ở đó đâu. Hậu cũng lên tiếng. Ờ, cái lúc mà thằng Hào đang trên đu á, thì anh đang ăn phở ở đầu đường mà. Sau đó nó ngã xuống thì mọi người la hét hoảng loạn, anh mới vội chạy ra, thì thấy nó nằm bất động giữa sân đình rồi. Sao nó lại gọi tên anh được chứ? Hay là mấy đứa có nghe nhầm không? Nếu như mà chỉ một người nghe đó thì có thể cho là nhầm. Đằng này cả Duyên và Soan đều nghe thấy á, thì không thể nào nhầm được. Duyên à, vậy em cho rằng nguyên nhân cái chết của thằng Hào là do đâu? Theo em á, cái này thì em không biết, cho nên mới phải gọi anh chị qua đây. Nhưng mà rõ ràng những người có mặt lúc đó đều thấy mọi chuyện không bình thường mà, phải không? Anh Hào đang đứng yên không có nhún nữa, nhưng mà phải đến 10 phút sau thì cây đu vẫn còn di chuyển, mà nó lại càng lúc càng nhanh hơn. Rồi đến nét mặt hoảng loạn của anh ấy lúc đó, chắc chắn là anh đã trông thấy thứ gì mà chúng ta không thể thấy được. Nhưng mà nó là cái gì thì em vẫn không biết được. Duyên dứt lời thì cả mấy người im lặng hồi lâu. Sau cùng Soan là người lên tiếng trước. Mấy hôm nay trong làng người ta cũng đồn đoán cái chuyện này, mọi người có biết không? Long gật đầu xác nhận. Không chỉ ở riêng trong làng mà khắp các làng xã lân cận, người ta cũng đồn đoán thiêu dệt đủ thứ chuyện ly kỳ về ngôi đình làng Hồ thời gian gần đây. Nhưng chung quy lại lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn thôi. Đến cuối cùng cũng chẳng có ai có thể đưa ra khẳng định chắc chắn. Mỗi khúc mắc không tìm ra được lời giải, cuối cùng cũng phải bỏ dở ở đó. Tạm thời chưa có phát hiện thêm gì mới. Mấy người bạn chỉ biết dặn dò nhau trong thời gian này nên cẩn thận. Nếu có ai phát hiện ra thêm điều gì khả nghi, phải lập tức liên lạc, sau đó kéo nhau ra về. Nhà của Duyên ở làng Hạ nằm ngay cạnh trường mầm non của xã, cách cổng làng Hồ một đoạn không xa. Nhà của mấy đứa bạn cũng đều ở quanh khu vực này cả, nên không có ai đi xe máy, mà tất cả đều kéo nhau đi bộ. Ra khỏi nhà Duyên, mọi người chia làm hai nhóm. Một nhóm đi thẳng vào trong làng Hạ, còn nhóm của Long, Hậu, Soan và Nhân cùng mấy người nữa thì vòng quay lại cổng làng nhằm hướng Hồ Sen mà bước tới. Dọc đường nhóm thanh niên vẫn tranh thủ tán gẫu thêm vài câu chuyện. Tuổi trẻ mà, buồn đó nhưng rồi lại vui ngay trở lại được. Đi qua cổng làng thêm một đoạn thì đến ngõ nhỏ dẫn vào nhà Nhân. Nhân vui vẻ tạm biệt mọi người rồi một mình rẽ vào con ngõ vắng. Lúc này cũng đã gần 10 giờ tối, đường làng không một bóng người qua lại. Đêm nay ánh trăng sáng trên cao soi cảnh vật bên dưới rõ như ban ngày. Bóng của nhóm bạn đổ dài thòn xuống mặt đường, những hình thù kỳ dị, nhấp nhô, biến dạng theo từng nhịp bước chân. Đi được một đoạn nữa thì tới ngõ nhà Soan. Long bảo nhóm bạn đi trước, Long sẽ đưa Soan về tận nhà. Từ chỗ này về đến nhà Long cũng chỉ hơn 100 mét nữa mà thôi. Lúc này chỉ còn lại hai người, Long ngập ngừng vài lần rồi cũng mạnh dạn nắm lấy bàn tay của Soan đang đi bên cạnh. Soan không phản ứng gì, hơi ấm từ bàn tay của hai người lan tỏa ra, tạo nên thứ cảm xúc mãnh liệt ở trong lòng. Long nghe được cả tiếng trái tim của mình đang đập lên thình thịch trong lòng ngực. Hai người cứ im lặng chậm rãi mà bước đi, không ai nói với ai câu nào. Long chỉ mong sao thời gian lúc này đừng trôi nữa,
hoặc là đoạn đường dẫn đến nhà Soan xa hơn một chút để có thể lưu giữ khoảnh khắc yên bình này lâu hơn. Suốt mấy ngày nay đủ thứ chuyện mệt mỏi đau lòng, có lẽ đây là lúc Long cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái nhất. Được ở bên cạnh người con gái mà mình yêu thương, khẽ siết chặt bàn tay lại, rồi Long lên tiếng phá tan đi sự yên tĩnh lúc này. Em à, em có thể đợi anh thêm vài năm nữa được hay không? Soan khẽ cắn môi, còn chưa biết trả lời Long như thế nào, thì Long lại nói tiếp. Trước đây anh từng nói với ông nội là đợi ra Tết này, hai đứa lo ổn định công việc xong, anh sẽ dẫn em về ra mắt. Nhưng mà không ngờ ông lại ra đi sớm như vậy, còn chưa chính thức được gặp em lần nào nữa. Bây giờ phải đợi hết tang của ông thì mới tính tiếp chuyện của chúng mình được. Biết là thiệt thòi cho em, nhưng em sẽ đợi anh chứ. Dưới ánh trăng sáng ngà, khuôn mặt của Soan khẽ ửng hồng. Cô ngượng ngùng gật đầu rồi bảo, em cũng chỉ buồn vì chưa được chính thức ra mắt ông lần nào, mà ông đã đi mất rồi. Mình còn trẻ mà, chỉ cần anh thương em thì bao lâu em cũng chờ được. Ông nội đã từng hỏi về em đó. Ông cũng nghe người ta bảo là anh với em quen nhau, ông quý em lắm, bảo anh dẫn em về để ra mắt cháu dâu. Đợt này trong làng nhiều chuyện lu bu quá, để qua thời gian tới mọi thứ ổn hơn, anh sẽ đưa em về ra mắt với mẹ. Cùng làng với nhau đã quen mặt cả rồi, nhưng mà mình quen nhau cũng phải có lời chính thức báo cáo với các cụ chứ, có đúng không? Lúc này đã tới trước cửa nhà Soan. Phía bên trong nhà vẫn sáng đèn, có vẻ như bố mẹ vẫn đang thức chờ Soan dậy. Soan dặn Long thời gian này phải chú ý thật cẩn thận rồi đi vào trong nhà. Còn một mình Long đứng đó lẳng lặng nhìn theo bóng của Soan. Đến khi cô bước hẳn vào bên trong nhà, anh mới yên tâm rời đi. Lúc về tới cổng thì tiếng khóc trong nhà hào vẫn phát ra, làm cho tâm trạng của Long khó khăn lắm mới tốt lên được một chút, bây giờ lại ngay lập tức trùng xuống. Lưỡng lự một chút xem không biết có nên ghé qua nhà Hào an ủi bác Huệ vài câu hay không, nhưng rồi Long lại chọn bước vào trong nhà. Bởi tầm này cũng đã hơn 10 giờ tối, mấy ngày nay chưa hôm nào Long có được một giấc ngủ ngon. Đến hôm nay thực sự mắt Long đã díu hết cả lại rồi. Nửa đêm hôm đó, đang ngủ say thì Nhân nghe thấy có tiếng người gọi, làm anh giật mình tỉnh giấc. Ban đầu Nhân cứ nghĩ do mình ngủ mơ, vì tầm này đã hơn 12 giờ đêm rồi, làm gì có ai ra ngoài giờ này nữa chứ. Nằm im nghe ngóng một hồi thì không thấy gì, nhưng lại yên tâm toàn nhắm mắt ngủ tiếp. Đúng lúc này phía ngoài cổng, con chó nhà hàng xóm chọ mỏ sang cổng nhà Nhân mà sủa lên inh ỏi. Bực mình vì không biết giờ này còn ai ra đường làm chó sủa lên như vậy, Nhân cố nằm im chờ đợi, vì nghĩ rằng họ sẽ đi qua khỏi cái đoạn này thì con chó sẽ ngưng sủa ngay. Thế mà không, con chó sủa càng ngày càng hăng, rồi sau đó chuyển qua những tiếng gầm gừ như đang phòng bị để chuẩn bị tấn công ai đó. Vài phút sau thì tiếng chó trở nên im bặt, không gian lại quay trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Nhân người, ra đây Nhân người. Lần này Nhân nghe rõ có tiếng gọi mình ở ngoài cổng, là thật chứ không phải Nhân nằm mơ. Tò mò không biết ai lại gọi vào giờ này, khi tiếng gọi cất lên lần thứ hai, Nhân mới ngồi bật dậy, mở cửa bước ra ngoài hè. Đêm nay mới ngoài 16, trăng tròn vành vành, cảnh vật sáng như ban ngày, nên không cần đèn đốm gì Nhân vẫn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Đang đứng ở trong hè nhìn ra ngoài cổng, cách một cái sân rộng, nhưng Nhân vẫn nhận ra có một người thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình, hai tay nắm chặt vào thanh sắt của cánh cửa, nhìn chăm chăm vào chỗ Nhân đang đứng. Lúc này người đó cất tiếng gọi tiếp. Nhân ơi, ra đây Nhân ơi. Lại ngoài đó gì? Nhân lên tiếng hỏi lại, nhưng không nhận được câu trả lời.
người đó vẫn đứng im bất động trước cổng nhà Nhân, luôn miệng lặp đi lặp lại cái tiếng gọi. Nhân ơi, ra đây với tao. Sợ ồn ào làm cho bố mẹ và mấy nhà hàng xóm tỉnh giấc, Nhân đành xỏ đôi dép vào rồi đi tắt qua sân ra cổng nơi mà người đó đang đứng. Lúc Nhân ra tới nơi thì không còn ai ở đó nữa. Bực mình tưởng đứa nào trêu mình, Nhân mở cổng bước thẳng ra ngoài. Lúc này cái người ban nãy đang đứng ở giữa đường, cách cổng nhà Nhân một đoạn. Ánh trăng soi rõ vào người đứng đó. Từ đằng sau, Nhân cảm thấy cái dáng người này trông rất quen. Cái bộ quần áo mà cậu ta đang mặc cũng vậy. Đúng lúc đó thì người kia từ từ quay mặt lại, đứng đối diện với Nhân, chỉ cách khoảng 10 bước chân. Mặt đối mặt, Nhân kinh hãi khi phát hiện ra người đó chính là Hào, thằng bạn thân vừa chết cách đây một tuần. Bộ quần áo trên người chính là cái bộ mà Hào đã mặc lúc tai nạn xảy ra. Trời đất ơi, Hào, là mày thật sao Hào? Hào khẽ mỉm cười rồi lại cất lên cái giọng đều đều như gõ mỏ của mình. Đi theo tao, đi theo tao Nhân ơi. Nói rồi Hào đi như lướt trên mặt đường. Để ý Nhân mới phát hiện ra Hào lúc này hoàn toàn không có bóng phản chiếu lại. Không hiểu sao Nhân cũng vô thức bước đi theo sau Hào như một cái máy. Đi được một đoạn, thấy đã gần ra tới bờ hồ, Hào vẫn chưa dừng lại. Nhân lại cất tiếng gọi. Hào ơi, khuya rồi mày dẫn tôi đi đâu vậy? Hào vẫn không nói gì, cứ đi như lướt ở phía trước. Lâu lâu lại quay lại, đưa cặp mắt sáng quắc mà nhìn Nhân vẫy gọi. Nhận ra được có điều gì đó không đúng, Nhân không muốn đi tiếp nữa mà toan quay lại để về nhà. Nhưng tất cả đã quá muộn. Lúc này đôi bàn chân không còn nghe theo sự điều khiển của Nhân, mà nó vẫn cứ đều đều bước đi theo Hào, mặc cho sự đấu tranh trong tâm trí của Nhân. Ngoài bờ hồ sương mù phủ dày đặc, khiến cả cái mặt hồ bỗng chốc trở thành một màn sương mờ ảo, không còn thấy rõ được thứ gì. Lúc này đầu óc của Nhân cũng dần trở nên mộng mị. Nhân không còn ý thức được mọi chuyện nữa, cứ thế mà lầm lũi bước đi theo Hào dọc theo đường bờ hồ. Sáng ngày hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ tối, ai nấy vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kẽn tráo riết ở đình làng. Chưa bao giờ người dân làng hồ nghe tiếng kẽn lạ như vậy. Nhịp kẽn nhanh một cách dồn dập, tạo ra những âm thanh loảng xoảng đến chối cả tai. Có vẻ như tâm trạng của người gõ kẽn cũng đang rối bời y như tiếng kẽn lúc này vậy. Đã thành thông lệ, mỗi lần nghe tiếng kẽn sáng lên thì chắc chắn rằng ở đình có chuyện. Mọi người nhanh chóng rời khỏi giường thay đồ rồi đi thẳng ra phía đình làng. Mấy nhà bên cạnh hồ sen ra đến đầu tiên. Đến nơi người ta thấy ông Phùng vẫn đang điên cuồng gõ kẽn. Thấy có người đến, ông thả luôn cả cái búa trên tay để mặc cho nó rơi xuống đất. Vẻ mặt hốt hoảng của ông chạy ngay lại phía cổng, nhào về phía đám người đang lũ lượt kéo đến. Mặt cắt không còn giọt máu. Còn chưa kịp để dân làng chào hỏi gì, ông đã chỉ vào trong đình mà nói bằng cái giọng đứt quãng. Cô tội dây, người chết ở trong đó. Có mấy người thanh niên nghe thấy vậy thì hớt hải chạy vào đình, rồi cùng hét lên thất thanh. Trời ơi, là thằng Nhân! Mọi người ơi, thằng Nhân nó treo cổ tự tử rồi. Lúc này ở trên cây xà đinh ở giữa đình, có xác một người thanh niên đang treo lơ lửng ở đó. Có vẻ như người này đã chết từ đêm hôm trước. Khuôn mặt lúc này đã bầm máu lại mà sưng vụ, cái lưỡi thè ra rất là kinh dị. Gió từ ngoài lùa vào, thổi cái xác người đu đưa qua lại. Mấy người phụ nữ yếu bóng vía nhìn thấy cảnh tượng này thì khóc thét cả lên. Họ quỳ mọp xuống trước bàn thờ thần Hoàng Làng mà vái lia vái lịa. Thần Hoàng Làng nổi giận rồi, xin ngài hãy tha cho chúng con, xin ngài hãy tha cho chúng con đi mà. Những người đàn ông thì bình tĩnh hơn. Họ nhanh chóng gọi Long ra để báo cáo với chính quyền, mời công an tới làm việc. Một người thì đi gọi người nhà của Nhân đến. Nhà của Nhân ở cạnh cổng làng, cách đình làng khoảng 600 mét.
Mỗi lần nghe tiếng kẽn, bao giờ nhà cậu cũng là người đến sau cùng. Mẹ của Nhân vừa ra đến bờ hồ thì đã nhận được tin dữ. Bà chạy như bay ra đình, vừa gào khóc ầm ĩ lên. Chỉ một đoạn 100 mét con đường nhựa dọc bờ hồ, mà không biết bà vấp ngã bao nhiêu lần. Cứ ngã, bà lại ngay lập tức đứng dậy, mặc kệ quần áo dính bụi đất cũng không thèm phủi bỏ đi. Thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng đều xót xa vô cùng. Ra đến sân đình, đám đông có mặt lúc ấy vội dạt sang hai bên, nhường đường cho người đàn bà tội nghiệp vào trong với con của mình. Thấy Nhân đã tím tái, đang treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng ở giữa đình, người mẹ khốn khổ ấy không còn đứng vững được nữa. Bà ngã quỵ xuống đất rồi liên tục gào khóc tên con. Lúc này người nhà bà hay tin cũng vừa kịp chạy tới nơi. Một lúc sau thì công an xã cũng có mặt thu nhận hiện trường, rồi tiến hành đưa xác của Nhân xuống. Mọi ngày vẫn là Long đảm nhận nhiệm vụ quét dọn và thắp hương ở đình làng. Nhưng từ sau hôm hội làng, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, chưa dọn dẹp hết. Chứ lại thêm cái chết đột ngột vì tai nạn của Hào cuốn Long vào với công việc ở xã, cho nên dọn dẹp sân đình sau lễ hội đành tạm giao lại cho phía ông Phụng, bên hội cựu chiến binh và hội phụ nữ lo giúp. Long định bụng nay hoặc là mai sẽ gặp ông Phùng để lấy lại chìa khóa để tiếp tục trong đình. Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện. Lúc mà cái xác của Nhân được đưa xuống, từ miệng cậu trào ra một dòng máu tươi chảy xuống ướt đẫm cả tấm áo cọc tay trên người. Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó kết luận cái chết của Nhân là tự tử. Xung quanh hiện trường không có dấu hiệu bị xáo trộn. Cơ thể Nhân cũng không có dấu vết gì của sự giằng co, ngoài vết hằn của sợi dây thừng trên cổ. Nhưng có đánh chết thì bố mẹ Nhân cũng không tin con trai mình làm trò dại dột như vậy, vì Nhân không hề có động cơ nào dẫn đến phải tự tử cả. Mới đêm hôm qua đi chơi với các bạn vậy, nhưng còn vui vẻ chào bố mẹ. Lúc tắt điện đi ngủ ở trong nhà, ông bà vẫn nghe tiếng Nhân nói chuyện điện thoại với bạn ở ngoài trường, hẹn vài ngày nữa sẽ ra. Chuyện học hành suôn sẻ, gia đình êm ấm hạnh phúc, thì không có lý do gì để mà nửa đêm Nhân lại ra một mình ở đình làng rồi treo cổ như vậy. Nhóm bạn của Long cũng bất ngờ lắm. Nếu như Long không phải là công an xã trực tiếp được tham dự vào điều tra, thì cậu cũng không thể tin cái bản kết luận này là đúng đâu. Tối qua lúc chào nhau ra về cũng đã là hơn 10 giờ tối. Lúc đó Nhân vẫn còn rất vui. Vậy mà chỉ qua một đêm, người ta đã phát hiện ra xác của cậu vắt vẹo giữa đình làng. Đứng trước thi thể của thằng bạn xấu số, Long bàng hoàng khi nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Cũng chính ở sân đình này, cổng đình vẫn khóa chặt. Long đứng từ bên ngoài nhìn qua sông cửa sắt. Phía trong, Nhân đang quỳ giữa sân đình với gương mặt bê bết máu. Trên cổ của cậu được thòng một sợi dây xích sắt, và người đang túm đầu còn lại của sợi xích không phải ai khác mà chính là Hào. Phía hiên của ngôi đình, trên thân cây cột bằng gỗ, còn một người nữa đang bị trói đứng ở đó. Lúc này trời vẫn tối, khoảng cách lại xa nên Long không thể nhận ra được người đó là ai. Thấy Long, Nhân gọi lớn: "Anh Long, anh Long ơi, cứu em với, anh Long ơi!" Hào nghe thấy vậy thì gương mặt bỗng trở nên dữ tợn, hai con mắt trong phút chốc sáng lóe lên như đèn pha ô tô. Hào quay tay cho đầu sợi dây xích trên tay của mình quay tròn tít mụ, sau đó dứt khoát một đòn mạnh thẳng tay quật sợi dây xích vào giữa lưng Nhân. Nhân quỵ xuống, hai tay chống xuống sân đình, miệng nhổ ra một bãi máu tươi xuống nền sân. Lúc này âm thanh kẽo kẹt vang lên, cánh cửa đình từ từ mở ra. Người đang bị trói bên hiên ra sức vùng vẫy nhưng không thể chạy thoát ra. Người này gọi lớn: "Chạy đi Long!" Chỉ nói được duy nhất ba chữ như vậy rồi lại im bặt. Nhưng Long cũng đủ để nhận ra giọng nói đó chính là ông nội của mình. Túm vào hai cánh cửa, Long vừa giật mạnh vừa la lớn: "Ông nội, là ông trong đó phải không ạ?" Nhưng tiếng nói của Long chỉ là những tiếng ư ư trong cổ họng, không thể phát ra âm thanh được. Từ trong đình bước ra một người đàn ông to cao một cách lạ thường.
Long chưa từng gặp qua người nào có tướng mạo như thế. Người này chậm rãi bước ra giữa sân đình, nơi có Hào và Nhân đang ở đó, thì thầm nói gì đó vào tai Hào, sau đó lại quay lưng đi vào trong. Lúc quay vào, hắn còn liếc cặp mắt sắc nhọn như dao của mình về phía Long mà cười lên ha hả. Sau đó Hào cũng quay người túm đầu sợi xích mà kéo Lê Nhân vào trong đình. Đến lúc này thì Long giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kẽn từ bên đình phát ra. Lật đật chạy sang thì phát hiện thằng Nhân đã treo cổ chết từ lúc nào. Vậy còn giấc mơ vừa rồi là sao? Có lẽ đây là một điềm báo gì hay chăng? Còn ông nội của Long nữa, sao ông lại bị trói ở sân đình? Tại sao Hào lại hành hạ Nhân dã man như vậy? Rồi người đàn ông to lớn kia là ai? Trong giấc mơ thì ông ta chính là người điều khiển Hào. Vậy cái chết của Hào, của Nhân và cả ông nội của Long liệu có phải là do một tay ông ta mà gây ra hay không? Có quá nhiều câu hỏi đang bủa vây trong đầu của Long lúc này, khiến đầu óc của cậu trở nên quay cuồng. Những người dân ở làng Hồ thì họ tin rằng thần hoàng làng của họ đã nổi giận, và cái chết của Hào và Nhân đều do thần hoàng làng bắt đi. Sau đám tang của Nhân, những người có chức trách trong làng đã họp lại với nhau bàn luận về vấn đề này. Gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được những cái chết gần đây có điều gì đó bí ẩn. Mới chỉ trong vòng nửa năm đổ lại mà đã có 3 người chết tại đình làng. Ngoại trừ Cụ Tích được cho là trượt chân bị ngã ra, thì liên tiếp trong vòng 1 tuần, 2 cái chết của Hào và Nhân đều gây nhiều hoang mang hơn cả. Vì 2 người còn quá trẻ lại chết một cách rất khó hiểu. Những người có mặt vào ngày Hào bị tai nạn đều quả quyết cho rằng lúc xảy ra tai nạn, Hào đã ngừng nhúng để lấy đà cái đu từ lâu. Theo lý thì cái đu phải chậm dần, nhưng mà không, đu mỗi lúc một lên cao và nhịp nhanh hơn. Về sau nó quay tròn mấy vòng mới khiến cho Hào tuột tay mà ngã đi, dẫn đến mất mạng như vậy. Những người con của làng Hồ đã được làm quen với trò đánh đu từ bé ở mỗi dịp hội làng, không có lý gì mà Hào lại bất cẩn, không tự dưng tuột tay như vậy. Cũng chưa từng ai thấy qua chuyện cái đu không có người nhúng mà vẫn không ngừng chuyển động qua lại bao giờ. Còn về cái chết của Nhân lại khiến cho dư luận hoang mang hơn. Một người đang sống vui vẻ bình thường, thậm chí đêm trước khi chết đi vẫn đi chơi cùng với các bạn, về nhà còn gọi điện nói chuyện với bạn học đến tận khuya mới đi ngủ. Ấy vậy mà sáng ra đã thấy treo cổ chết ở đình làng. Chuyện này thực sự quá khó tin. Phía công an cũng đã kết luận là do tự tử. Mà ngoài cái việc không tìm ra được lý do khiến cho Nhân phải tự tử ra, cũng không ai tìm ra được bất kỳ điểm nào khả nghi trong cái chết của cậu. Và khi mà cả pháp luật và lý trí đều không thể giải đáp được, thì một lẽ tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến vấn đề tâm linh. Vì những cái chết đều xảy ra ở đình làng nên hầu hết mọi người đều cho rằng do thần hoàng làng nổi giận. Lý do duy nhất để có thể nghĩ ra được lúc này chính là cái đêm mà trong đình bị đột nhập đó. Chắc hẳn đêm đó đã xảy ra một chuyện gì nghiêm trọng làm cho thần linh nổi giận và giáng tai họa xuống đầu con cháu trong làng. Thêm một lý do nữa để người ta tin chuyện này là đúng, vì cả Hào và Nhân gần như trực tiếp tham gia vào các hoạt động của hội làng, từ văn nghệ, trước kiệu thần hoàng cho đến chơi cờ người. Sau cả ngày dài bàn luận, cuối cùng dân làng cũng đưa ra quyết định sẽ mời ông thầy chuyên lo việc tế lễ ở đình dậy để làm lễ tế cầu xin thần hoàng làng tha thứ cho dân làng và tiếp tục bảo vệ ngôi làng của họ. 2 hôm sau, tại đình làng Hồ một lần nữa tổ chức lễ tế thần hoàng. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, long trọng, hệt như lễ hội làng diễn ra 10 ngày trước. Chỉ có điều lần này không có trống có nhạc, cũng không có người từ làng khác đến trải hội và tổ chức các trò chơi dân gian. Buổi lễ chỉ có sự góp mặt của đại đa số con em trong làng, cũng không có chính quyền tham dự, ngoại trừ Long và ông Thượng là phó trưởng công an xã nhưng lại là người dân của làng Hồ. Lễ tế được tổ chức hết sức trang trọng, người dân góp tiền sắm đủ thứ lễ vật với lòng thành kính dâng lên thần hoàng. Những cụ ông
thì áo xếp khăn vấn, cô bà thì áo dài tứ thân, lớp trẻ thì ăn mặc trang nhã lịch sự. Khắp trong đình hương khói bay lên nghi ngút. Ông thầy cúng được mời đến cũng mặc trên người cái áo the màu đen, đầu quấn khăn xếp gọn gàng. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, đến giờ vào thầy bắt đầu làm lễ. Cắm ba que hương vào bát hương ở chính điện. Thầy lầm trầm khấn một điều gì đó, rồi thả hai đồng tiền xu vào cái đĩa đặt trên mặt bàn thờ. Tiếng đồng xu nảy trong đĩa tạo ra những âm thanh lạch cạch, lạch cạch. Thầy cúng hồi hộp theo dõi cho đến khi tiếng động đã biến mất đi và hai đồng xu nằm im một chỗ. Cả hai đều nằm sấp cả. Quay mặt về phía những người bên dưới đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, thầy khẽ lắc đầu, sau đó lại lầm trầm khấn thêm một vài câu rồi tiếp tục gieo hai đồng xu xuống. Lần này vẫn là cả hai đồng sấp. Ghé tai ông Phụng đang cung kính đứng ngay sau lưng mình, ông thầy nói nhỏ, hai lần đều sắp cả, là điều xui đó. Nếu lần này vẫn nhận về hai đồng sắp nữa thì buổi tế hôm nay xem như bỏ, thần hoàng không chứng cho đâu. Rồi ông cẩn trọng gieo hai đồng xu lần thứ ba. Lúc mà hai đồng xu được gieo xuống, đồng loạt những người phía sau chắp hai tay trước mặt mà vái liên tục. Ông thầy mắt không rời khỏi cái đĩa. Hai đồng xu cũng như muốn trêu người sự kiên nhẫn của những người có mặt, nó cứ xoay tít ở trong cái lồng đĩa. Một phút trôi qua, những âm thanh lạch cạch vẫn không ngừng vang lên, đồng xu vẫn không ngừng nhảy múa. Ông thầy chắp tay khấn thêm một câu rồi nhắm mắt mình lại, dập bàn tay phải của mình lên cái đĩa để ép hai đồng xu nằm xuống. Lúc này ông cũng không biết hai đồng xu ở dưới là sắp hay ngửa nữa. Hai lần trước đều sắp, quẻ không thiên. Ông đã khấn cầu xin thần hoàng làng hiện hữu nhận lấy lễ vật, cũng như chứng cho tấm lòng của những người dân ở làng hộ có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Có được đài này thì buổi lễ tế mới có thể tiếp tục. Nếu lần này hai đồng xu đều sắp đi thì có cúng bái cái gì cũng vô ích thôi, vì thần ngủ ở đây không nhận. Quá tam ba bận, gieo quẻ chỉ có thể ba lần, không thể làm hơn, nên cố cũng trở nên vô ích. Ông thầy trung trung nâng bàn tay của mình lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái đĩa. Bàn tay của ông vừa rút ra, còn chưa kịp nhìn thấy hai đồng xu bên dưới là cái gì, thì gần như ngay lập tức, theo đà rút tay của ông, hai đồng xu lại bật dậy và tiếp tục quay tít như chưa có gì xảy ra. Mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán, ông thầy tròn mắt ngạc nhiên. Trong cuộc đời mấy chục năm làm nghề cúng bái của mình, đây là lần đầu tiên ông gặp hiện tượng lạ như vậy. Hai đồng xu cứ vậy mà xoay tít, thi thoảng nó đổ nằm trạp xuống, nhưng rồi lại ngay lập tức bật lên và tiếp tục xoay tròn. Cứ như thể có đến hai thế lực đang cùng một lúc giằng co mà điều khiển đồng xu vậy. Những người dân thấy cảnh tượng lạ lùng trước mắt, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt quỳ xuống mà vái lia lịa, xin thần hoàng bớt giận. Xin thần hoàng bớt giận. Không thể cứ mãi đứng nhìn đồng xu nhảy múa như thế được. Ông thầy nuốt nước bọt, rồi đánh bạo đưa tay lên, một lần nữa đè hai đồng xu xuống. Nhưng lần này khi mà bàn tay của ông vừa đặt xuống cái đĩa thì ngay lập tức không còn cảm nhận gì được nữa. Cả cơ thể của ông bất động đi, khắp người có bao nhiêu gai ốc đều đồng loạt nổi lên cùng một lúc. Tiếp sau đó, gương mặt ông trở nên tím tái, hai mắt trợn ngược lên chỉ còn tròng trắng, miệng méo xệch qua một bên. Rồi ông thầy ngã quỳnh xuống nền đất, toàn thân không ngừng co giật. Từ miệng ông ban đầu sùi bọt mép ra trắng xóa, nhưng sau đó là máu. Một dòng máu tươi bắt đầu trĩ ra từ khóe miệng, và cơ thể vẫn đang không ngừng co giật. Đám đông thấy vậy thì bắt đầu nhốn nháo, biết là có sự chẳng lành. Đám đàn bà phụ nữ nhanh chân bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Những người đàn ông thì súng lại cùng nhau kiêng ông thầy lên, rồi cũng vội vàng bước ra. Lúc này không còn ai dám ở trong đình nữa. Khi tất cả đã ra ngoài sân hết, người ta còn cố ngoái đầu nhìn lại ngôi đình thì kỳ lạ thay, trong đình không còn ai, nhưng hai cánh cửa đang từ từ khép lại.
Có người còn khẳng định rằng họ nghe thấy trong đình có tiếng lẻn xẻn của kim loại va đập vào nhau tạo thành, giống như ai đó đang cầm sợi dây xích mà khua trong gió vậy. Ông thầy được đưa ra ngoài một lát sau thì cơ thể cũng bắt đầu trở lại bình thường. Vừa tỉnh dậy, ông đã sợ hãi mà nói: trong đình có quỷ, nhất định không ai được vào đó nữa. Ở đây tôi không giúp được gì cho mọi người nữa đâu, xin cáo lỗi. Rồi ông vội vàng chùn mất, để lại đám dân làng đang hoang mang tột độ. Kể từ hôm ấy, có cho tiền cũng không ai dám bén mảng lại gần khu vực sân đình. Ngôi đình cũng vì vậy mà bị bỏ hoang, không còn ai ra vào hương khói nữa. Mấy ngày nay trong làng xảy ra nhiều chuyện, cộng thêm việc xảy ra ở đình hồi sáng, làm cho Long luôn có cảm giác bất an. Cậu bí mật gọi điện cho chị gái, kể sơ qua tình hình. Sau đó cùng chị nói dối để đón mẹ sang nhà chị ở tạm thời gian này. Dì Long biết nếu không làm như thế, khó lòng nào mà thuyết phục được bà đi trong lúc này. Còn lại một mình là người nhận trách nhiệm trong giữ đình, Long sẽ tìm cách hóa giải những chuyện xảy ra gần đây. Chiều tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Long gọi điện hẹn Hậu ra bờ hồ nói chuyện. Ngoài đường lúc này không có một bóng người qua lại. Chỉ vừa chập tối, quanh xóm đình không ai bảo ai, mọi người đều khóa chặt cửa ở yên trong nhà, không dám bước chân ra. Lũ trẻ mỗi ngày ăn cơm xong còn tranh thủ tha thẩn chạy dọc bờ hồ để lùa bắt đom đóm, nay cũng không thấy đâu. Gió từ hồ phả thẳng vào mặt Long mát lạnh. Long khẽ chau mày vì cảm thấy trong gió hôm nay có cái mùi gì đó tanh tưởi phảng phất. Tiếng khóc của bà Hòe mẹ Hào vẫn nức nở từng cơn. Nhìn cảnh xóm làng lúc này, Long thấy lòng mình như có ai đó bóp nghẹn lại. Một cảm giác rất khó tả cứ nghẹn nghẹn ở trong lòng. Ngồi thất thần tựa lưng vào cây đa cổ thụ đã cằn cỗi, Long cứ về nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng nặng trĩu những tâm tư. Hầu đã đến ở phía sau từ lúc nào. Thấy tâm trạng của Long, Hầu cũng phần nào hiểu được. Cậu không lên tiếng mà chỉ lặng lặng ngồi xuống bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình. Hai đứa trầm ngâm như vậy một lúc, rồi Long vào thẳng vấn đề. Hầu à, hôm nay tao hẹn mày ra đây á, là có việc này quan trọng muốn hỏi. Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn nữa, mày phải trả lời thật nghe chứ. Hầu nhíu mày rồi hỏi. Cái thằng này, có chuyện gì mà phải rào trước đón sau vậy? Giờ đã là lúc nào rồi, ai còn tâm trạng mà đùa giỡn nữa? Có gì mày cứ hỏi đi. Long ngồi thẳng người lên, quay qua nhìn thẳng vào mắt Hậu. Giờ cái hôm hội làng đó, mày bảo ngủ quên thật hay chỉ là trêu bọn tao thôi? Hậu đưa tay sờ lên trán Long rồi khẽ lắc đầu. Ê, mẹ cái thằng quý này, tại sao tới giờ mày vẫn hỏi cơ tao câu đó vậy? Chuyện này đâu có đáng để tao phải diễn sâu như vậy, để mà đùa với tụi bay làm gì? Thật sự là hôm đó tao ngủ quên, không thấy tao trong lễ hội thì mày cũng phải biết rồi chứ Long. Hôm đó xong thì thằng Hào xảy ra tai nạn, bữa giờ lu bu quá tao chưa có thời gian để hỏi thăm mày. Xem là hôm đó ai đã thấy vô chỗ tao đây. Long bất lực tựa lưng vào gốc cây trở lại, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi khẽ nói. Hôm đó mày có tham gia vào trận cờ, còn trực tiếp chỉ huy trận cờ đấu với tao nữa. Chính vì vậy mà lúc mày bảo mày ngủ quên, mấy đứa bọn tao cứ nghĩ là mày nói đùa để trêu anh em thôi. Đến bây giờ sau tất cả mọi chuyện, có thời gian ngồi sâu chủ đề với nhau thì tao mới nhớ ra chi tiết này. Nghĩ lại mới thấy hôm đó mày rất là khác thường. Như không tin vào tai mình, Hậu kinh ngạc thốt lên. Không thể nào như vậy được. Hôm đó tao đã ngủ trong cái phòng sinh hoạt chung, cho đến tận khi gặp bọn mày quán nước đó. Tối hôm trước không biết có phải là do làm vài húp rượu hay không, mà tao thấy díu hết cả mắt lại. Liền bảo với thằng Hậu với thằng Nhân trong đình, tao tranh thủ chập mắt một chút.
lúc tao chui vào sau tấm phông xanh ở đằng sau sân khấu á, thì Hào và Nhân nó vẫn còn đang chơi game. Tao vừa nằm xuống đã chìm ngay vào trong giấc ngủ rồi. Thi thoảng vẫn giật mình tỉnh dậy đến mấy lần, nhưng lúc nào cũng thấy xung quanh vẫn đang còn tối thui như mực hết. Khắp bốn bề hoàn toàn im lặng. Tao cứ nghĩ là trời chưa sáng cho nên yên tâm ngủ tiếp. Đến khi lần cuối cùng tao giật mình tỉnh giấc thì trời đã sẩm tối rồi. Tao dội đi tìm bọn mày luôn đó. Hôm đó còn chưa kịp nói chuyện gì, tao nghĩ thái độ của mấy thằng mày như vậy á là vì tao không có mặt, nên bọn mày hùa vào để mà trêu tao chứ. Giờ mày lại bảo tao tham gia trận cờ là sao? Là tao hay là người khác mày cũng không nhận ra sao Long? Long đưa tay lên bóp trán vò đầu của mình rồi mới nói: hôm đó lúc xuất hiện, mày đã mặc sẵn bộ đồ tướng quân mà tao thuê rồi. Cái giáp mũ che gần hết khuôn mặt nên tao không có nhìn rõ, tại vì ngay từ đầu đã mặc định đó là mày. Bây giờ nhớ lại mới thấy đúng là có nhiều điểm bất thường mà không ai nhận ra. Lúc đồng diễn võ thuật thì mày đứng yên mà không tập. Sau đến đoạn solo võ thuật, thay vì múa kiếm như lúc tập, mày lại dùng dây xích. Mà thân thủ của mày lúc đó trông hệt như mấy ngôi sao võ thuật gì. Từ cánh quay phim của đài truyền hình cho tới bà con cách mời đều rất là phấn khích. Bọn tao cứ thắc mắc mãi không biết mày học được những chiêu thức này từ lúc nào. Đến khi xong trận mày thua thì hậm hực ra mặt, còn không thèm ở lại chụp ảnh giao lưu luôn. Trời đất ơi, sao lại có chuyện này được? Rõ ràng người đó không phải là tao. Những cái chuyện mày vừa kể tao không hề biết gì hết. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy Long? Đảo mắt nhìn khắp xung quanh để thăm dò, thấy không có ai, Long bắt đầu hạ giọng nói nhỏ: Âu à, trước đây tao vốn dĩ không tin vào những chuyện này, nhưng mà sau một loạt những chuyện xảy ra vừa qua đó thì bắt buộc phải tin rồi. Tao nghĩ thực sự ngôi đình này có thứ gì đó không sạch sẽ. Ý mày là đang muốn nhắc tới lời đồn trong làng mấy hôm nay là thằng Hoàng làng đang nổi giận hay sao? Long khẽ lắc đầu. Không hiểu sao, nhưng mà tao cứ có cảm giác là không phải do thằng Hoàng làng làm. Đã bao đời nay ngôi làng được sự bảo hộ của thần mà trở nên phồn thịnh, người dân mạnh khỏe ấm no. Nhưng bù lại chúng ta luôn thành tâm cúng bái thần Hoàng làng rất chu đáo, thì không có lý gì mà thần lại trách phạt dân làng ta được. Mấy hôm nay tao suy nghĩ rất là nhiều để sâu chuỗi hết mọi việc lại với nhau. Mọi chuyện có lẽ không phải bây giờ mới bắt đầu, mà nó đã bắt đầu từ nửa năm trước, vào cái đêm mà trong đình có người đột nhập. Sau đó thì ông nội tao là người trong đình đột ngột chết ở đó, chỉ sau có mấy hôm thôi. Lúc đầu tao cũng tin cái chết của ông chỉ là tai nạn, nhưng vào cái đêm mà thằng Nhân chết đó, tao đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mà tao cũng không chắc có phải là mơ hay không nữa, vì cảm giác nó thật đến khó tin. Đến tận khi tỉnh dậy rồi tao vẫn còn cảm nhận được y nguyên cái cảm giác lúc đó. Trong mơ tao thấy thằng Nhân đang quỳ giữa đình, trên cổ của nó bị quàng một sợi dây xích, mà cái người túm sợi dây xích lại đó là thằng Hào. Lúc đó còn có cả ông nội của tao nữa. Ông bị trói đứng vào cây cột cái ở giữa hiên đình. Sau đó thì có một người đàn ông to cao bước từ trong đình ra. Rồi tao bị tiếng kẽn báo động ở đình làm cho tỉnh giấc. Khi ra tới nơi thì biết là thằng Nhân đã treo cổ chết từ đêm hôm trước rồi. Vậy giấc mơ của tao chẳng phải là một điềm báo hay sao? Ngừng lại một chút, Long mới nói tiếp. Vào cái hôm mà thằng Hào xảy ra tai nạn đó, cả cái Duyên và Xoan đều khẳng định nghe thấy tiếng thằng Hào nó thét lên gọi tên mày. Nhưng mà lúc đó mày không có ở đó mà phải không? Vậy thì người mà Hào lúc đó nó thấy không phải là mày, mà có thể là người đã thế thân cho mày để đấu cờ với tao, cho nên mới khiến cho thằng Hào nhận nhầm như vậy. Cái chết của thằng Nhân, có đánh chết tao cũng không tin nó là tự tử. Không có một lý do nào để nó tự tử như vậy cả.
bố mẹ nó kể lại, gặp bọn mình về xong nó vẫn bình thường, sau đó đi ngủ, không có chuyện gì xảy ra hết. Ấy vậy mà ngay sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy con chó nhà hàng xóm nằm chết bất động ở trước cổng. Cửa và cổng đều bị mở toang ra từ bao giờ. Con chó đã bị đó ai đó bẻ cổ gãy ngược ra đằng sau. Thế mà bố mẹ thằng Nhân và mấy nhà hàng xóm quanh đó đều không nghe thấy tiếng động gì cả. Kể cả thằng Nhân, nó mở cửa ra ngoài lúc nào cũng không ai hay biết. Bây giờ sau chuỗi mọi thứ lại với nhau, mày có nhận ra điều gì bất thường hay không? Hậu trầm ngâm một lúc rồi bảo: ý mày là cái chết của thằng Nhân có liên quan đến hồn ma của thằng Hào sao? Long khẽ gật đầu xác nhận. Ê, khoan đã, vậy còn cái hôm đám ma thằng Hào đó, mày có nhớ thằng Nhân đã kể cái gì hay không? Nó thấy thằng Hào gọi nó bảo chạy ngay đi, vậy tại sao nó lại muốn quay lại mà làm hại thằng Nhân làm gì? Long lắc đầu rồi thở dài thường thượt. Đây cũng là điều mà tao không thể lý giải được. Rốt cuộc thì cái thứ sai khiến thằng Hào ở đây là cái gì? Và tại sao nó lại xuất hiện ở trong đỉnh? Rất có thể nó liên quan đến cái chết của ông nội tao nữa. Nhưng mà có một điều tao chắc chắn là mọi chuyện chưa dừng lại đây đâu. Dù cho nó là con người hay là thứ ma quỷ gì đi chăng nữa, tao cũng sẽ tìm cho bằng được và trừng trị nó thích đáng, trả thù cho những người thân yêu của mình và lấy lại sự yên bình cho mái đình và ngôi làng của chúng ta. Trong những lời nói này, ánh mắt của Long Hằng đỏ lên một sự quyết tâm cao độ. Hai bàn tay nắm chặt, Hậu đặt tay lên vai Long rồi nói: mày yên tâm đi, tao sẽ luôn ở bên cạnh và cùng mày tìm hiểu chuyện này. Chúng ta còn có bạn bè của mình nữa. Hai ánh mắt nhìn nhau, lúc này chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu tình cảm bạn bè của họ sâu đậm đến mức nào. Chỉ một ánh mắt đã hiểu đối phương đang muốn cái gì mà không cần phải nói nhiều lời. Trời đã về khuya, một mình trong căn nhà vắng, trằn trọc suy nghĩ mãi, Long không tài nào ngủ được. Mãi đến tận quá nửa đêm cậu mới chìm dần vào giấc ngủ. Khi hai hàng mi trĩu xuống, cũng là lúc cậu cảm thấy cả cơ thể của mình bắt đầu nhẹ bẫng đi. Long thấy mình đang ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khắp xung quanh sương mù dày đặc bao phủ. Cảm giác cái lạnh ùa vào khiến cho Long nhận ra nơi mình đang đứng lúc này là bờ hồ ngay trước hiên nhà mình. Còn chưa kịp định thần lại để nhớ xem tại sao mình lại ở đây thì bất ngờ có một luồng sáng nhỏ vụt lên giữa đêm tối. Bị bất ngờ, Long đưa tay che hai mắt của mình lại. Đến khi bỏ tay xuống thì thấy chỗ mình đang đứng chính là gốc đa cổ thụ. Trước mặt Long lúc này có một ông cụ già râu tóc bạc phơ như cước. Cụ mặc trên người cái áo dài màu trắng, đầu vấn khăn xếp giống như các cụ hay mặc lúc đình làng có hội. Long toan cất tiếng reo lên gọi ông cụ nhưng đã kịp khựng lại. Thoạt nhìn người này trông rất giống ông nội đã mất của Long, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Còn chưa kịp đợi Long cất tiếng thì ông già đã cất lên cái giọng ồm ồm như tiếng sấm vang vọng lại: đình làng quỷ ngự, điểm tụ tam thôn, vừa dứt hoàng hôn, tấp hương khấn vái. Ba vòng bên trái, quay phải bảy vòng, đứng giữa sông thân, thành tâm cầu khấn. Tà âm bất chính, tôi người giữ đình, xin hãy hiển linh, cần người giúp đỡ. Vừa dứt lời thì miệng ông cụ phun ra một ngụm máu tươi. Máu chảy xuống nhuộm đỏ cả vạt áo trước mặt. Liền sau đó ông cụ ngã vật xuống mặt đất. Cả mặt đất bắt đầu trung chuyển dữ dội. Gió từ ngoài hồ thổi vào như bão, cuốn bụi đất bay đi mù mịt. Phải cố gắng lắm Long mới giữ cho mình đứng vững được. Chưa dừng lại ở đó, sau một hồi trung lắc, cây đa bỗng dưng đổ ập xuống, đè lên đúng chỗ ban nãy ông cụ vừa ngã. Chỉ nghe đánh trầm một cái, mặt đất vẫn không ngừng xoay chuyển. Long chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh: Không, không!
Long ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Vậy mà Long cảm nhận được cổ họng của mình vẫn đau rát sau tiếng gào vừa rồi. Và trong đầu những câu thơ như sấm truyền vẫn vang vọng. Trong ngực Long đập lên thình thịch liên hồi. Mọi thứ trong giấc mơ diễn ra giống như một chiếc video được tua nhanh hết cỡ. Long còn chưa kịp định hình được gì thì đã vội chuyển cảnh đi. Đọc lẩm nhẩm lại bài thơ thì những tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng người ý ới gọi nhau ở ngoài đường làm Long phải dừng lại để lắng tai nghe. Cây đa đổ rồi bà con ơi. Lúc này có người còn gõ dồn dập vào cửa nhà Long mà gọi lớn. Long ơi, dậy ra xem, cây đa bật cả khóc lên rồi. Lâm cơm bò dậy, xỏ dội đôi dép vào chân. Rồi cứ thế Long mở cửa lao nhanh ra ngoài. Bên ngoài đã có hơn chục người đang đứng chỉ trỏ quanh vị trí cây đa. Nhưng cây đa giờ đây đã nằm trơ trọi giữa đường. Toàn bộ rễ cây đều đã bật lên khỏi mặt đất. Thân cây vắt ngang qua đường. Phần cành cây khô khốc, không còn một cái lá nào, cắm hẳn xuống mặt hồ, để lại trên mặt đất một cái hố đen sâu hóm. Nhiều người hiếu kỳ kéo đến ngày một đông. Tầm này đã quá nửa đêm, nhưng tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng động lớn lúc cây đa đổ xuống. Mặc dù vẫn còn hãi hùng vì chuyện ở đình lúc sáng, nhưng bây giờ đây ở giữa đường lại có đông người, cho nên mọi người đã nén bớt sợ hãi lại mà kéo nhau ra bên ngoài xem có chuyện gì. Rất nhanh sau đó, các cụ trong làng cũng được con cháu đưa ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông Phùng quỳ chân quỳ xuống, ngửa mặt lên trời mà than khóc. Trời ơi, tai họa đã giáng xuống ngôi làng này thật rồi. Bây giờ tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Trong văn hóa dân gian của người Việt Nam ở đồng bằng Bắc Bộ, thì cây đa, bến nước, sân đình chính là cái hồn của mỗi ngôi làng. Đây là ba nơi quan trọng nhất của làng, nơi được cho là thường có linh khí và thần linh trú ngụ. Nay cùng một lúc, đình làng có nhiều sự kỳ quái xảy ra. Giờ đây thì cây đa cổ thụ là biểu tượng, là niềm tự hào của làng Hồ từ bao đời nay cũng đột ngột bật gốc lên. Điều này cho thấy linh khí của ngôi làng đã cạn. Từ nay ngôi làng sẽ không nhận được sự bảo hộ của thần linh nữa. Long đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào cây đa. Cái vị trí nó đổ xuống giống hệt như trong giấc mơ ban nãy. Vậy đó là sự thật, không phải là mơ. Nhưng tại sao lúc tỉnh dậy, Long lại vẫn còn nằm trên giường? Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, Long vội la lên thất thanh. Mau cứu người, cây đa đổ đè lên người rồi. Những người đứng xung quanh vừa tới chưa hiểu chuyện gì, thấy Long thét lên thì sợ hãi hò nhau đi kiếm gậy để bẫy cây đa ra. Cây đa to phải đến 3-4 người ôm mới xuể. Không phải cứ nói muốn dịch chuyển là dịch chuyển ngay được. Hơn 10 người đàn ông lực lưỡng, mỗi người cầm trên tay một khúc gỗ chắc chắn, chặn một đầu của khúc gỗ xuống dưới thân cây đa, đoạn tiếp giáp với mặt đường. Sau đó lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, phối hợp nhẹ nhàng với nhau, cố gắng hết sức mình mới làm cây đa lăn đi được một đoạn ngắn. Những tiếng bắt nhịp 2-3 hay liên tục được phát ra. Phải đến 30 phút sau thì cây đa cũng được di chuyển một đoạn bằng nửa chu vi của thân cây. Nhưng dưới đất vẫn khô tráo, không có dấu hiệu gì của người bị đè bên dưới cả. Một người trong đội vừa thở hổn hển vì mệt, vừa nhìn Long nghi hoặc hỏi. Cậu Long à, phía dưới này chắc không có gì đâu. Nếu như có người bị đè lên thì ít ra chúng ta phải thấy máu chứ. Đây bà con nhìn xem, mặt đường khô ráo sạch sẽ như thế này cơ mà. Long cũng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ban nãy Long thấy cây đa đổ đè lên người ông cụ. Lúc đầu cậu cũng chỉ nghĩ là mơ. Nhưng tỉnh dậy thì cây đa đổ thật, lại còn nằm ở đúng cái vị trí mà Long đã gặp trong mơ. Vậy còn ông cụ, tại sao lại không có ở đây? Lẽ nào ông cụ đó không phải là con người bằng da bằng thịt hay sao? Và ông cụ xuất hiện trong mơ của Long có mục đích gì? Phải chăng ông cố ý để cho Long thấy chuyện cây đa đổ là thật? Vậy những gì mà ông cụ nói phải chăng cũng là thật? Nghĩ vậy, Long vỗ tay đánh đét một cái, không nói gì, cắm đầu bỏ chạy vào trong nhà,
đóng cửa lại trước cặp mắt ngơ ngác của toàn bộ những người có mặt lúc đó. Vào trong nhà, Long lấy ngay cây bút quyển sổ, tranh thủ lúc còn nhớ được ghi vội những câu thơ ban nãy lên. Đình làng quỷ ngự, điểm tụ tam thung, vừa dứt hoàng hôn, thắp hương khấn vái. Viết xong, Long ngồi đọc đi đọc lại rất nhiều lần để tìm hiểu xem ông cụ muốn nhắn nhủ gì với mình trong bài thơ đó. Mọi chuyện diễn ra một cách quá trùng hợp, khiến cho Long tin rằng có người đang muốn chỉ đường cho mình. Ở câu thơ đầu tiên, mọi thứ đã rõ ràng ra. Đình làng quỷ ngự, tức là thứ ở trong đình lúc này chính xác là ma quỷ, chứ không phải thần hoàng làng. Vậy thì thần hoàng làng đã đi đâu? Phải chăng ông cụ mà Long gặp trong giấc mơ đó chính là thần hoàng làng mà người dân đang thờ cúng mấy lâu nay sao? Cũng có thể lắm, bởi cây đa cổ thụ đã có từ rất lâu đời rồi. Nó tồn tại song hành cùng với bề dày lịch sử của làng Hồ. Từ sau ngày ông nội của Long chết, cây đa cũng dần trở nên khô héo. Cho đến hôm nay, khi mà người dân đã không còn kiểm soát được ngôi đình nữa, thì hình ảnh ông cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện bên dưới gốc cây đa. Sau khi ông cụ gục xuống, thì cây đa cũng đổ sập xuống. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, có lẽ ban nãy Long đã suy đoán sai. Vì thần hoàng làng gắn liền với cây đa cổ thụ, thần không còn nữa thì cây đa cũng sụp đổ đi. Hay nói một cách khác, cây đa chính là minh chứng cho sự hiện hữu của thần hoàng làng. Thần đổ máu và nằm xuống, cùng lúc đó Phật hiện hữu của thần cũng không thể tiếp tục tồn tại. Ban nãy ông Phùng đã nói, bây giờ tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Phải chăng chính là nói ngôi làng không còn nhận được sự bảo hộ của thần linh nữa? Những điều tồi tệ nhất còn đang chờ họ ở phía trước. Ở những câu thơ tiếp theo, điểm tụ tam thung, vừa dứt hoàng hôn, thắp hương khấn vái. Có thể hiểu rằng điểm tụ tam thung là chỉ vị trí, là nơi giao thoa giữa ba thung. Long cố vò đầu để nhớ lại trong xã có nơi nào như thế hay không, nhưng nhất thời chưa nhớ ra ngay được. Vừa dứt hoàng hôn là một câu chỉ thời gian. Hoàng hôn là thời điểm giao nhau giữa lúc mặt trời lặn cho tới khi tối hẳn. Vậy là vừa dứt hoàng hôn có thể hiểu là khi trời vừa bắt đầu tối. Dịch đến đây thì bốn câu đầu có thể hiểu rằng trong đình làng có quỷ ngự, vào khi trời vừa tối mang hương ra điểm giao thoa giữa ba thôn làng mà khấn vái. Ở những câu tiếp theo, ba vòng bên trái, quay phải bảy vòng, đứng giữa song thân, thành tâm cầu khấn. Tôi người giữ định, xin hãy hiển linh, cần người giúp đỡ. Người giữ định ở đây chắc hẳn là ám thị chính là Long rồi. Vậy còn ở điểm giao nhau giữa ba thôn đó là cái gì? Phải tìm ra nó thì mới có thể luận tiếp được. Lúc này tiếng ồn ào bên ngoài đường đã dứt hẳn, có lẽ bà con cũng đã kéo nhau ra về hết. Đặt bút xuống, Long vò đầu suy nghĩ để cố nhớ lại xem trong xã có đoạn nào mà ba thôn tiếp giáp với nhau hay không. Ở xã này có tất cả 5 thôn, bao gồm rất nhiều ngôi làng. Chỉ trong phút chốc, Long không tài nào hình dung ra hết được. Làng Hồ nơi Long đang ở là điểm cuối của thôn 1. Phía bên ngoài cổng làng là trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 của xã thuộc thôn 2. Đi qua cổng trường cấp 2, thẳng qua cánh đồng có một ngã ba lớn. Chạy thẳng một đường lên trên là trụ sở ủy ban xã thuộc thôn 3. Một nhánh ngã ba đó dẫn về phía bãi mía và khu nghĩa trang thuộc thôn 4. Nhánh còn lại của ngã ba từ chợ dẫn ra tới cổng chào của xã là thôn 5. Bây giờ muốn xác định được điểm giao nhau của các thôn, chỉ có cách duy nhất là nhìn vào bản đồ địa chính của xã. Nghĩ đến đây, Long có thể biết được ai là người có thể giúp cho mình.
Sáng hôm sau, Long thức dậy từ rất sớm, vì cây đa nằm ở trên khu đất công vẫn thuộc sự quản lý của xã, nên cậu đã báo cáo chính quyền. Sau đó trên xã cho người xuống kiểm tra, cho gọi máy múc để cậu cây đa gọn vào trong một góc đường, dọn đường cho dân làng đi. Quay trở lại ủy ban, Long đứng trước cửa phòng của chủ tịch Thịnh, tần ngần một hồi, rồi cũng đưa tay lên gõ cửa. Được sự đồng ý, cậu đẩy cửa bước vào trong. Ông Thịnh đang ngồi bên chiếc bàn tiếp khách pha trà. Thấy Long, ông cười thân thiện rồi niềm nở. Long đó hả con? Hay quá, cũng vừa lúc chú đang muốn gặp con đây. Vào đây ngồi xuống uống ly trà cho ấm bụng đã. Long ngồi xuống đối diện với ông Thịnh, đón lấy ly trà từ tay của ông, rồi đưa lên miệng không ngừng hít hà. Hơi ấm từ ly tỏa vào tay và sọc vào mũi, khiến cho Long cảm thấy rất dễ chịu. Lần nào cũng thế, mỗi lần bước vào phòng của ông Thịnh, anh đều cảm nhận được cái cảm giác này. Ông Thịnh ngày thường cũng rất cởi mở, dễ gần và quan tâm đến nhiều cán bộ cấp dưới của mình. Đưa ly trà lên miệng, ông Thịnh húp một hơi, sau đó khà ra một tiếng đầy sảng khoái. Ông nhìn Long mỉm cười rồi hỏi: có chuyện gì mà muốn gặp chú hả? Nhường cho cậu nói trước đó. Long đưa tay gãi đầu gãi tai rồi hỏi: cháu qua hỏi chú có bản đồ địa chính của xã ở đây hay không, cho cháu mượn xem qua một chút. Ban nãy cháu có qua phòng địa chính, nhưng thấy bảo hôm nay cán bộ lên huyện họp cả rồi, không có tới ủy ban chú à? Tưởng gì, chứ bản đồ thì tí chú đưa cho. Sao, thanh niên muốn nghiên cứu rồi mua đất xây nhà cưới vợ phải không? Rồi ông lại cười lên rất hào sảng. Người đời vẫn thường nói con người hơn nhau ở tiếng cười. Nghe cách ông Thịnh cười cũng đã đủ biết ông là một người có bản lĩnh, cá tính phóng khoáng rộng rãi, lại giỏi trong giao thiệp nên rất được lòng người khác. Chính Long cũng cảm thấy điều này mỗi lần tiếp xúc. Ở ông toát lên một sự gần gũi và rất có thiện cảm. Tuy là chủ tịch xã nhưng ông rất gần gũi với dân, được biết đến như một vị quan thanh liêm, được dân chúng quý mến, trọng vọng. Trước câu hỏi của ông, Long chỉ khẽ lắc đầu rồi bảo: dạ, cháu chỉ có việc cần xem qua một chút thôi chú à. Chứ thằng của ông nội còn chưa hết, cháu chưa nghĩ tới chuyện vợ con lúc này đâu. Ông Thịnh thay đổi sắc mặt, ánh mắt chuyển sang một vẻ đượm buồn, rồi gật gù nói: Nhanh quá hả? Mới đó mà ông cụ mất đã hơn được nửa năm rồi. Mà phải rồi, chú cũng đang muốn tìm gặp cháu để hỏi tình hình mấy hôm nay ở làng như thế nào đây. Lúc sáng cháu lên đây thì máy xúc đang xuống để cậu cây đa vào trong một gốc rồi. Không nói thì chắc chú cũng biết, tình hình bây giờ ở làng rối ren lắm. Bà con cứ một mực tin rằng thần hoàng làng nổi giận nên đã gây ra mọi việc. Từ cái chết của ông nội con đến cái chết của Hào, của thằng Nhân, giờ thêm chuyện cây đa bị bật gốc nữa, đình làng bây giờ đành phải bỏ không, chẳng qua dám hương khói gì cả. Ai, khổ quá, dân mình vẫn luôn mê tín như vậy đó. Mà ông cụ chết đã được nửa năm nay rồi, sao bây giờ còn lôi ra làm gì? Những chuyện trong đình gần đây mới xảy ra cơ mà. Dạ, chắc chú còn nhớ cách ngày ông nội cháu mất vài hôm, cháu có báo cáo về việc trong đình có người đột nhập đúng không ạ? Lần đó dân làng đã thấy tượng thần hoàng đổ lệ. Vài ngày sau thì ông nội cháu chết trong đình. Cộng thêm cả những việc kỳ lạ xảy ra gần đây nữa, nên bà con đã logic mọi thứ lại với nhau, cho rằng là tối hôm đó kẻ gian đã đụng chạm gì đến vật gì đó ở trong đình, khiến cho thần linh nổi giận mà quật chết người trong đình. Suốt một thời gian dài cho tới nay vẫn không ai tìm hiểu, phát hiện ra sự thật đêm hôm đó, cho nên bây giờ thần hoàng làng mới nổi giận thật sự. Ông Thịnh dằn mạnh chén trà trên tay xuống bàn, gây nên một tiếng động lớn. Long không hiểu chuyện gì, ngước cặp mắt ngơ ngác nhìn ông. Dường như nhận thấy thái độ của mình hơi quá, ông Thịnh vội nhìn đi chỗ khác. Đúng là vớ vẩn, thời nào rồi mà còn đi tuyên truyền mấy cái mê tín dị đoan như vậy. Cái chết ông nội cậu chẳng phải bên công an đã kết luận là sơ ý trượt chân ngã rồi hay sao? Cả cái chết của Hào cũng vậy,
cũng là do tai nạn. Lúc xảy ra chuyện có rất đông người ở đó chứng kiến còn gì. Còn thằng Nhân là do tự tử, có pháp y khám nghiệm tử thi. Công an xuống kiểm tra hiện trường rõ ràng rồi. Cái gốc đa đã ở đó cả mấy trăm năm, đến bia đá còn mòn, huống gì một vật thể sống thì làm sao mà trường tồn mãi được. Cả cậu nữa đó, là công an mà còn tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ như vậy thì làm sao mà dẹp yên được lòng dân. Nghe ông Thịnh nói, Long trong phút chốc bỗng trở nên lúng túng, chưa biết phải trả lời lại như thế nào. Phải rồi, anh là công an xã, theo lý thì anh chỉ được tin vào nhân chứng, vào khoa học, vào thực tế, chứ không ai chấp nhận tâm linh mang tra để phá án cả. Nhưng xét về tình thì Long lại là con dân của làng hộ, cùng bà con của mình chứng kiến mọi việc. Đến bây giờ có những thứ Long dù không muốn tin cũng buộc phải tin. Còn ông Thịnh thì lại khác. Ông chỉ tiếp cận với mọi chuyện qua biên bản báo cáo, qua giấy tờ. Những chuyện kỳ lạ bản thân ông chưa từng trải qua, nên ông không tin cũng là điều dễ hiểu thôi. Chuyện này Long chỉ nên giải quyết với tư cách là một người trong đình và là một người con của làng hộ, chứ không thể dùng tư cách của một công an xã được. Nghĩ vậy, Long khẽ đáp: nhưng vì chú nói cho đều hiểu. Những tin đồn thì chỉ xuất hiện một thời gian rồi sẽ chìm xuống ngay thôi chú à. Cháu chỉ mong thời gian tới mọi chuyện yên ổn đi, để bà con sớm có thể quay về với cuộc sống thường ngày. Ông Thịnh nhìn Long với vẻ hài lòng rồi nói: cháu hiểu như vậy là tốt rồi. Cố gắng động viên bà con bên dưới đi. À còn chuyện này nữa, cha là cuối tuần này chú dọn lên nhà mới để ở. Ban đầu cũng tính làm tân gia linh đình một chút, mời anh em các ban thể đồng nghiệp cùng bà con trong xã đến chia vui. Nhưng mà ngặt nổi gần đây ở làng hộ có nhiều chuyện xảy ra không hay, nên chú nghĩ lại, không nên làm trọng ra nữa. Mình là cán bộ, là đầy tớ của dân, giờ lòng dân đang không ổn mà mình vui vẻ hưởng thụ cũng đâu có được, đúng không? Thế cho nên chú chỉ làm vài mâm cơm ấm cúng, mời mấy người họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui vậy thôi. Hôm đó cháu rảnh thì qua uống chén rượu nghe. Cô cứ hỏi thăm mày mãi đó. Bằng tuổi thằng Hùng nhà chú mà chín chắn dội dàng quá. Dạ, lứa tuổi bọn con trong xã thì chắc anh Hùng nhà chú là thành công nhất rồi còn gì. Con trẻ mà đã xây được cả cái nhà mà cả đời người phấn đấu còn chưa được. Bọn cháu phải xách dép chạy theo dài dài đó chú. Gần đây trong làng xảy ra nhiều chuyện quá, cháu cứ chạy đi chạy lại lu bu hết cả lên. Với cả trong nhà cháu cũng tính là đang còn tăng, cháu sợ đến mừng tân gia thì không có tiện. Tôi đợi hôm nào mọi chuyện lắng xuống đi, rồi cháu sẽ qua tận nhà để tạ lỗi với cô chú sau nghe. Ông Thịnh quay lại bàn làm việc, giở trong tài liệu ra, lấy một tờ giấy được gập làm hai, tiến lại đưa cho Long rồi nói: Hừ, chú cũng hiểu hoàn cảnh của cháu lúc này mà. Cố gắng vì dân vì nước vậy. Tấm bản đồ địa chính của xã đây, cháu cầm lấy rồi về lo việc đi. À phải rồi, bảo đồng chí Thượng qua phòng chú, có chút việc cần trao đổi nha. Long nhận tấm bản đồ từ tay ông Thịnh rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, trở về phòng tiếp dân của công an xã. Lúc này trong phòng ngoài ông Thượng trưởng công an ra thì không có ai. Mới đầu năm người dân cũng ít đi làm giấy tờ sổ sách. Sau khi ông Thượng đi qua phòng chủ tịch, chỉ còn lại một mình trong phòng, Long vội dở tấm bản đồ ra xem. Tuy cả xã chỉ có 5 thôn, nhưng đa phần người dân ở đây sinh sống bằng nghề làm ruộng và trồng trọt, cho nên diện tích của xã cũng rất là lớn, bao gồm rất nhiều ngôi làng nhỏ, cánh đồng, bờ sông, nương bãi, đập nước. Đất của các thôn trải dài tích tắp. Tìm kỹ trên tấm bản đồ, Long chỉ thấy toàn bộ là 2 thôn tiếp giáp với nhau, chứ không có đoạn nào là đất cả 3 thôn giao nhau cả. Vò đầu bức trán gần suốt cả buổi sáng, Long dò từ những điểm nhỏ nhất, kể cả những khu vực vẫn còn hoang sơ, chưa có người canh tác cũng không bỏ qua. Nhưng kết quả vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Trong lòng lại dấy lên một câu hỏi: liệu
những gì mình đang làm là có đúng hay không. Đúng như ông Thịnh đã nói, là một cán bộ xã, Long không nên tin vào những điều được cho là mê tín. Liệu rằng sự thật là trong Định có quỷ hay sao? Có thật sự giấc mơ của Long là đúng, hay cậu chỉ đang chạy theo những ảo giác ở trong lòng mình mà thôi? Nếu như giấc mơ đó là đúng, vậy tại sao địa điểm được chỉ dẫn trong mơ lại không tồn tại chứ? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Quỷ Ngự Đình Làng, tác giả Lê Như Tiên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.